với mọi người bài cô ghi của trại mình nha. Hai bé cô ghi này của trại mình là hai bé đực màu vàng mơ nha mọi người. Trời ơi, cái kẻ mặt này mọi người để chọn một bé cô ghi đẹp đi ha, là mọi người nên chọn mấy bé có kẻ mặt rất là đều luôn nha. Đây là kẻ mặt của bé nha, rất là đều, và đặc biệt hơn là cái khăn quàng của bé. Hai bé này rất là đẹp luôn ha, mọi người thấy cái khăn quàng nè, hai khăn quàng của bé nè, vê xuống này đẹp lắm không. Khăn quàng rất là đẹp luôn nha mọi người, khăn quàng rất là đẹp luôn. Trời ơi, cái anh này nè, cái mặt anh kẻ mặt của ảnh lên tới cái khăn quàng ảnh luôn ha. Ủa, cái khăn quàng đẹp bông phun, cái khăn quàng của anh này thì phun khăn quàng luôn ha. Rồi mình sẽ nói với mọi người về cái cách chọn cô ghi đẹp nha. Như những bé cô ghi của trại mình là chuẩn luôn nha mọi người, về siêu lùn luôn nè. Nít to này nha, bé này mình, hai bé này mình đã cắt đuôi rồi ha. Rồi và chân rất là bự luôn mọi người nhìn nè, không kém cạnh những bé Alaska của trại mình luôn. Tại vì nó là dòng chuẩn á mọi người, không lai tạp nha, nó không có cao nghiêu nghiêu và chân nó không có ngăn nhỏ xíu luôn nha. Chân rất là to luôn và siêu lùn, siêu đít bự. Chứ họ mỗi cái dòng này là có cái giá trị hơn, nằm ở cái chỗ là cái khung xương phải lùn nha mọi người. Cái dòng này là càng lùn nè, chân càng to là càng đẹp ha mọi người ơi, nhìn nè. Rất là đẹp luôn ha, bé 2 tháng luôn mà rất là nặng luôn. Trời ơi, rất là nặng, bé này là lông ngắn nha mọi người. Cưng không, khi mà mọi người mua bé tại trại của mình thì mình cũng sẽ tặng cho mọi người 10 ký thức ăn nè, và 5 món phụ kiện ha, gồm dây dắt, sữa tắm, khăn lược và tô inox. Thấy kiến không? Dòng này nó rất là khôn nha mọi người. Mấy ảnh là rất là khôn, biết coi nhà nè, biết người lạ nha, biết sổ người lạ luôn nha. Và lớn lên thì nó sẽ cân nặng tầm 20. Nếu mà nặng lắm thì những bé mà siêu u luôn có thể đạt thể trọng được tầm 26, 27, 28 kg là bình thường luôn ha. Như anh này trên tay mình đang ảnh đây gần 4 kg rồi đó mọi người. To lắm luôn, 2 tháng mà to lắm. Anh này thì 3 kg nè. Thấy kiến không? Đó, siêu chuẩn luôn nha, không lai tạp đâu nha mọi người. Trời ơi, nhà mình ra là những cái bé siêu phẩm không á, siêu phẩm mà má cô chú ơi. Đóng một bé đít bự siêu khôn siêu lanh về nè. Khi mà mọi người mua chó tại trại của mình nha, mình luôn luôn bảo hành cho mọi người 10 ngày 2 bệnh care và vô 2 bệnh nguy hiểm ở chó. Và đặc biệt hơn là mình có phiếu bảo hành thuần chủng nha. Những bé này là mình bảo hành thuần chủng cho mọi người luôn nha. Không đảm bảo không có lai tạp đâu nha, siêu bự siêu lùn luôn. Khi mà mọi người đến trại cũng phải coi cha của bé và mẹ của bé tại trại luôn. Đó, mọi người thấy không, bài này của mình, bởi này bài này của mình chỉ có hai bé thôi, hai bé đực luôn, cho nên rất là to luôn. Trời ơi, nó u luôn á mọi người, thấy ghét lắm, vừa mới chích ngừa mũi hai luôn nha. Và khi mọi người ở xa thì trong bán kính 100 km từ trại thì mình sẽ ship về tận nhà cho mọi người miễn phí, không tính phí ship. Còn xa hơn một chút xíu đi mà mình có thể đi ship được á thì mọi người phụ mình một chút xíu mà chi phí xăng ha, là mình vẫn đi giao bé về tận nơi cho mọi người. Còn nhưng mà quá xa đi mình không thể nào mà tự đi được thì mình sẽ ship qua tàu hỏa, xe khách cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cô chú nha.